Các con ơi! Hôm nay cô sẽ dạy các con nhận biết con vật nuôi hàng ngày qua tiếng kêu và hình ảnh nhé. Nào chúng ta cùng đi nào. Con gì đây? Con trâu. Đây là tiếng của con gì? Con trâu. Con gì đây? Con bò. Đây là tiếng của con gì? Con bò. Con gì đây? Con chó. Đây là tiếng của con gì? Con chó. Con gì đây? Con thỏ. Đây là tiếng của con gì? Con thỏ. Con gì đây? Con vịt. Đây là tiếng của con gì? Con vịt. Con gì đây? Con ngỗng. Đây là tiếng của con gì? Con ngỗng. Con gì đây? Con heo. Đây là tiếng của con gì? Con heo. Con gì đây? Chim bồ câu. Đây là tiếng của con gì? Chim bồ câu. Con gì đây? Con chuột. Con chuột. Con gì đây? Con công. Đây là tiếng của con gì? Con công. Con gì đây? Con dê. Đây là tiếng của con gì? Con dê. Con gì đây? Con rơi. Con gì đây? Con rơi. Con gì đây? Con ếch. Đây là tiếng của con gì? Con ếch. Con gì đây? Con gà. Đây là tiếng của con gì? Con gà. Con gì đây? Con chuột túi. Con gì đây? Con chuột túi. Con gì đây? Con mèo. Đây là tiếng của con gì? Con mèo. Con gì đây? Con ngựa. Đây là tiếng của con gì? Con ngựa. Con gì đây? Hươu cao cổ. Đây là tiếng của con gì? Hươu cao cổ. Con gì đây? Gà Tây. Đây là tiếng của con gì? Gà Tây. Các con ơi, nay cô dạy các con các loại màu nhé. Sau đây là hình ảnh các màu. Màu tím. Màu cam. Màu xanh. Màu đỏ. Màu hồng. Màu vàng. Màu tím. Màu cam. Màu xanh. Màu đỏ. Màu hồng. Màu vàng. Đây là xe màu tím. Đây là xe màu cam. Đây là xe màu xanh. Đây là xe màu đỏ. Đây là xe màu hồng. Đây là xe màu vàng. Con trâu. Đây là tiếng của con gì? Con trâu. Con gì đây? Con bò. Đây là tiếng của con gì? Con bò. Con gì đây? Con chó. Đây là tiếng của con gì? Con chó. Con gì đây? Con thỏ. Đây là tiếng của con gì? Con thỏ. Con gì đây? Con vịt. Đây là tiếng của con gì? Con vịt. Con gì đây? Con ngỗng. Đây là tiếng của con gì? Con ngỗng. Con gì đây?
Con heo. Tên đặt cho con gì? Con heo. Con gì đây? Chim bồ câu. Đây là tiếng của con gì? Chim bồ câu. Con gì đây? Con chuột. Con chuột. Con gì đây? Con công. Đây là tiếng của con gì? Con công. Con gì đây? Con dê. Đây là tiếng của con gì? Con dê. Con gì đây? Con rơi. Con gì đây? Con rơi. Con gì đây? Con ếch. Đây là tiếng của con gì? Con ếch. Con gì đây? Con gà. Đây là tiếng của con gì? Con gà. Con gì đây? Con chuột túi. Con gì đây? Con chuột túi. Con gì đây? Con mèo. Đây là tiếng của con gì? Con mèo. Con gì đây? Con ngựa. Đây là tiếng của con gì? Con ngựa. Con gì đây? Hươu cao cổ. Đây là tiếng của con gì? Hươu cao cổ. Con gì đây? Gà Tây. Đây là tiếng của con gì? Gà Tây. Các con ơi, nay cô dạy các con các loại màu nhé. Sau đây là hình ảnh các màu. Màu tím. Màu cam. Màu xanh. Màu đỏ. Màu hồng. Màu vàng. Màu tím. Màu cam. Màu xanh. Màu đỏ. Màu hồng. Màu vàng. Đây là xe màu tím. Đây là xe màu cam. Đây là xe màu xanh. Đây là xe màu đỏ. Đây là xe màu hồng. Đây là xe màu vàng.